Rồi đơn hàng của anh là của anh Kiều à? Ấp Lung Chim xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu. À. Đội cái rồng độc đôi 2 tấn. Rồng độc đôi 2 tấn. Rồi nó nặng. Nặng khoảng 9 kg rưỡi nha. Chính lọc lòng nó là khoảng 16 ly. Ở đây là nó to lên ra mà lọc lòng phải 16. Cỏ sỏ vô là khoảng 25 ly. Em bên nó sẽ có cái móc khóa em lại hết. Mình có thể đưa cá về kéo lên cho cá vào đây. Hãy subscribe.